Lễ Đô Ta cũng là lễ báo hiếu. Tháng 8, tiết thu mát mẻ, ngoài đồng ríu rít tiếng chim kêu. Người Khmer gọi đó là Sát Đôn Ta, chim tổ tiên. Đôn Ta là dịp để con cháu trong gia đình biết ơn bà cha Đôn và ông cha ta, những người đã dày công nuôi dưỡng, sinh thành. Nếu như lễ Vu Lan của người Kinh được xem là mùa báo hiếu của con cái với đấng sinh thành, thì lễ Đôn Ta có nghĩa là cúng ông bà của đồng bào dân tộc Khmer cũng có ý nghĩa tương tự. Lễ Đôn Ta, họ hàng anh em, con cháu trong gia đình quây quần bên nhau, biếu ông bà, cha mẹ và làm lễ cầu phước cho người quá cố. Trước đây, lễ Sen Đôn Ta kéo dài suốt 2 tuần, nhưng ngày nay, do công việc mua bán là mùa bận rộn, đồng bào Khmer Nam Bộ tổ chức lễ Sen Đôn Ta chỉ trong 3 ngày, nhưng bản sắc văn hóa truyền thống vẫn được lưu giữ. Ngày cúng thứ nhất, cúng tiếp đón. Sáng sớm, mọi nhà dọn dẹp lại bàn thờ Phật, bố trí lại một giường thờ với mùng, mền, chiếu gối và bộ quần áo mới để rước ông bà về dự. Một mâm cơm được bày biện gồm thức ăn với 4 chén, đũa và rượu, trà, bánh để nơi giường thờ. Gia chủ mời họ hàng thân thuộc đến thắp nhang đèn cúng bái. Quanh mâm cơm cúng, phụ nữ ngồi xếp chân sang một bên, đàn ông ngồi chồng hổm, cùng chắp tay lại và đọc kinh cầu nguyện cho vong hồn những người thân quá cố về hưởng vật thực. Sau 3 tuần rượu trà khấn vái, chủ nhà gắp thức ăn mỗi món một ít, rót một chút rượu và trà cúng lên 4 chén cơm, xong mang ra ngoài ở 4 góc rào chung quanh nhà, mỗi nơi cắm một nén nhang, mời vong hồn ông bà về dự lễ cùng con cháu. Buổi chiều, mọi người ăn mặc đẹp, dùng mâm cơm cùng thức ăn mới cúng ông bà, sau đó thắp hương, mời vong hồn ông bà đến chùa nghe nhà sư tụng kinh cầu siêu và thuyết pháp. Buổi tối, các vị a cha lấy những nắm cơm vắt đựng bên mâm cúng tam bảo đem ra ngoài để chung quanh điện Phật cho những vong hồn cô đơn đang đói khát ăn. Vì những vị này không có con cháu đến chùa dân cúng, cũng trong thời gian này, các trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ được tổ chức tại sân chùa, thu hút đông đảo bà con đến vui chơi trong lễ Sen Đôn Ta. Ngày cúng thứ hai được tổ chức ở chùa. Ngày cúng thứ hai là ngày cúng chính, lễ cúng như các sư tụng kinh cầu siêu cho vong hồn ông bà của mọi nhà trong phun sóc. Sau khi các vị sư độ cơm xong, các Phật tử cùng ăn, trao đổi kinh nghiệm trong việc đồng án và vui chơi tại chùa. Đến chiều, rước vong hồn ông bà về nhà, cúng mâm cơm và mời vong hồn ông bà ở lại chứng kiến cuộc sống sung túc của con cháu để tỏ lòng mến khách và tình đoàn kết trong cộng đồng phun sóc. Gia chủ mời bạn bè người Kinh và người Hoa tại địa phương đến nhà chung vui. Ngày thứ ba, ngày cúng tiễn. Mỗi nhà làm một mâm cơm cùng thức ăn và bánh trái ngon, đặt 4 chén cơm với 4 đôi đũa ở 4 góc giường thờ, mời vài vị sư cùng họ hàng thân tộc trong phun sóc đến nhà tụng kinh cầu siêu để tiễn đưa vong hồn ông bà và những người thân quá cố. Chủ nhà gắp thức ăn mỗi thứ một ít vào chén, xong đổ 4 chén này vào chiếc thuyền làm bằng bẹ chuối, gắn thêm hình nộm cá sấu và treo cờ hình tam giác. Có nơi người ta còn để thêm các gói đậu, mè, muối và bánh trái. Mỗi thứ một gói nhỏ để ông bà có thức ăn dự phòng và tránh tai nạn xảy ra dọc đường. Thắp một nén nhang rồi thả chiếc thuyền này xuống sông rạch gần nhà để tống tiễn ông bà. Kết thúc 3 ngày lễ, chủ nhà thu xếp mùng mền, chiếu gối và bộ đồ mới trên giường thờ cất vào tủ để đón lễ năm sau. Với tinh thần đoàn kết giữa ba dân tộc anh em, lễ Đôn Ta không chỉ là ngày lễ của đồng bào Khmer, mà người Kinh và người Hoa cũng đến chung vui, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.